Vậy chắc cái này gì lên mua chịu mấy quá, để cô hỏi coi gì lên mua nhiêu. Em chưa có nhu cầu, không có đủ tiền mua anh ơi. Thì em mua xài thường thường được rồi. Em thấy bạn em có mấy trăm mà xài xài ngon lắm á. Bạn em xài nó tắt tạp âm hết luôn á. Dạ. Vậy là lúc đầu đó là dì Linh nói là cái kia, đúng không? Lúc đầu cô chụp hình cho con coi. Cái của dì Linh là con coi nó đâu có cái râu đúng không? Bữa nay chắc dì Linh đổi cái khác á. Mua cái cỡ dì Linh xài cũng được rồi con, chứ đừng. Nói chung mà cái con mua cho cô á, nó nghe rõ lắm, nghe rõ lắm, âm thanh rõ lớn lắm. Đều con cái của kiếm chỗ nào tắt tạp âm, nó không tắt, nó còn. Chắc là tiền nào của đấy á con. Chào trăm hai, 223 bạn đang xem like. Cảm ơn cả nhà đã ghé xem live của Mai Mộng. Cả nhà cho Mộng xin một lượt đăng ký nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Con xài Boro, Lycam, Bosket, Gimbal và Canon, Sony. Bác biết con đầu tư đóng, có biết bác con đầu tư đóng làm YouTuber gần cả nửa tỷ chứ có. Ừ. Mấy tụi chó giờ này nó mấy chó mệt mỏi với mấy chó quá, nó là làng suốt luôn con ơi, mệt mỏi với mấy cũng